bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 15, phần 1. Cậu Ô Chi Minh này, cậu đã đụng vào file làm Catolo sao? Cô đang nói cái gì vậy? Cậu hãy nói rõ mọi chuyện thì tốt hơn đó. Tôi đang rất bực mình cậu đó. Cậu không biết hệ thống bảo an sẽ quay lại camera sau 9 giờ đúng chứ? Tôi có thể kiểm tra lại ngay lập tức. Đó là sự thật à, cậu Ô Chi Minh? Tôi rất xin lỗi. Đáng lẽ đó là công việc của nhân viên mới như tôi, vậy mà lại do nhân viên hợp đồng phụ trách, cho nên tôi chỉ đùa một lúc khi mà tôi nóng giận thôi. Cậu bị điên đó hả? Tôi không biết đó là file duyệt cuối cùng. Tôi tưởng là họ còn kiểm tra lại nữa. Vậy khi biết chuyện rồi cậu vẫn im lặng như vậy sao? Nếu tôi có nói ra thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi nghĩ việc đã được giải quyết ổn thỏa. Nói tóm lại một câu là bây giờ cậu đang giỡn mặt với chúng tôi như vậy à? Đến cái cơ bản cũng không có. Rốt cuộc ai tuyển cậu ta vậy? Đến cái cơ bản cũng không biết sao? Vậy ý của ông là công ty này là có những thứ cơ bản sao? Sao đấy? Lúc đăng tuyển người thì suốt ngày chỉ nhận nhân viên ưu tú hàng đầu. Thực sự thì công ty có đủ tiêu chuẩn tuyển nhân viên hàng đầu chưa? Hãy tuyển người phù hợp với tiêu chuẩn của công ty đi chứ. Sao chứ này, cái thằng này, cậu lại mà dám ra mặt ở đây như vậy hả? Đừng có cái thằng này cái thằng nọ nữa, tôi là con của trưởng phòng à. Sao? Sáng điều chỉnh theo các mục tiêu thực tế thì đi phá bỏ các mục tiêu đã đề ra, rồi ra ngoài đi kiếm chuyện ở các cửa hàng. Ôi, cái công ty này hoàn toàn là xã hội đen á. Xã hội? Nào, cậu có im miệng lại hay không vậy hả? Trưởng phòng à? Trưởng phòng, nhóm trưởng, trợ lý. Có biết rằng tôi đã học hành như chết đi sống lại suốt 16 năm chỉ để vừa lòng các người hay không? Hả? Trưởng phòng. Có biết rằng tôi thích ăn trưa bằng hamburger? Tôi thực sự ngán canh cá lắm rồi không? Nè, Dung Chê à, đặt nhà hàng đi. Hôm nào ở đây cũng có sinh nhật hay sao mà ăn canh trong biển hoài vậy? Ôi trời, nè, cậu thích canh cá mập chứ gì, ok? Dạ. Tao phải giết từng con cá mập sống trên trái đất này, đúng là khó chịu thiệt. Cậu chỉ vì canh cá nên mới như vậy à? Ôi trời, tôi không thể hiểu nổi bọn trẻ thời nay nữa. Cái này có phải là do gia đình giáo dục không tốt không? Thời chúng ta đâu có như vậy. Ôi, cái đất nước này rồi sẽ ra sao? Tôi cực kỳ ghét nghe những câu như thế này. Vậy thì bây giờ đất nước đang tốt đẹp lắm à? Điều này tôi công nhận. Cái cậu này cậu đã làm sai mà còn còn đổ thừa như vậy. Lũ trẻ thời nay xin phép đi về. Đừng chỉ tìm nhân tài thôi. Từ giờ hãy đưa công ty trở thành công ty có thể nhận những nhân tài như tôi. Nè, đúng là buồn cười. Bản thân đã làm sai mà còn làm như chúng ta đã sai vậy. Chắc là nhân viên Ô thời gian qua có quá nhiều bất mãn. Bộ phận kinh doanh của mấy người. Dạ. Quản lý nhân viên kiểu gì vậy? Đừng xin nghỉ việc. Kiểm duyệt cuối cùng là gì hả? Là phải kiểm tra lại một lần nữa trước khi gửi cho bộ phận in ấn vào hôm sau có đúng không? Dạ đúng là như vậy. Tôi xin lỗi. Sau sự việc lần này tôi chắc chắn hai người sẽ học hỏi được nhiều điều. Một cụm từ đơn giản, một con số nhỏ thôi,
những thứ tưởng nhỏ bé vô hại sẽ có thể làm tổn hại lớn đến công ty đến mức độ nào, hai người biết rồi chứ? Dạ, tôi sẽ chú ý hơn nữa ạ. Tôi sẽ chỉnh đốn lại tinh thần. Với lại, tôi cũng muốn xin lỗi. Tôi xin lỗi là vì tôi không biết rõ tình hình sự việc, chỉ biết mắng chửi mọi người. Sao có thể làm mọi việc lỗi lên vậy chứ? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Việc này nói xin lỗi là xong hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải kiểm tra thật kỹ rồi mà. Rốt cuộc hai người làm cái gì vậy? Dạ, tôi xin lỗi. Dạ, không phải đâu trưởng phòng. Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn nhưng... Đúng, đúng vậy đó. Dạ. Hai người viết bản kiểm điểm nộp lại cho tôi. Dù cho ai làm sai lỗi không kiểm tra lần cuối gửi cho bộ phận in ấn cũng là do mình sai thôi. Dạ. Làm việc tiếp đi. Bản kiểm điểm viết sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ở công ty chúng ta trước khi nhân viên hợp đồng viết kiểm điểm thì bị đuổi rồi phải không? Có lẽ vậy. Vậy chúng ta là nhân viên hợp đồng được viết kiểm điểm đó. Tôi bị bắt viết bản kiểm điểm, nhưng mà chưa bao giờ tôi vui như vậy luôn đó. Khi được trưởng phòng công nhận chúng ta cảm thấy hơi mãn nguyện không phải sao? Lúc nãy khi trưởng phòng xin lỗi tôi xém khóc luôn. Thực sự là được công nhận một chút rồi. Nhỏ nhỏ thôi. Xin cảm ơn ạ. Cái cuối cùng, việc dọn dẹp coi như là đã hoàn thành xong. Nè, lúc mới nhận phòng nhìn như kiểu nhà cho ma ở, giờ dọn dẹp xong thấy cũng ok đó chứ. Căn hộ lần đầu tiên sống như vậy phải không? Nè, từ từ quen rồi sẽ không sao đâu. Đúng đó. Đúng là cuộc sống không của cải đẹp thiệt. Chưa tới một tiếng đã chuyển nhà xong rồi. Nhưng mà chỗ này liệu có gián hay là những loại côn trùng khác hay không vậy? Không sao đâu. Nếu mà chúng xuất hiện, cứ gọi cho mình sẽ bắt chúng lại. Bây giờ đi dạo khu này một vòng rồi đi ăn buffet đi. Đồ ăn ra rồi đi. Dạ. Quý khách ngon miệng. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Nè ăn đi. Được chọn bất cứ thứ gì muốn ăn, tiện thiệt nè, ha. Thì vậy mới gọi là buffet chứ. Nè ăn đi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Ngon quá. Ngon thiệt. Dạ cảm ơn. Ngon thiệt hả? Cậu không biết cái đó hả? Úi, trời ơi. Đó. Thiệt tình à. Văn quá chào hỏi hôm nay kỳ thiệt á. Thiệt tình sao lúc này lại ném trúng chứ? Chạy đi. Dạ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi à. Xin lỗi, xin lỗi. Mọi người làm gì vậy? Ủa? Hả? Trưởng phòng. Ôi trời. Anh xin chào. Tôi xin lỗi anh. Ba người làm gì vậy? Dạ tôi xin lỗi. Cậu vừa ném cái gì đúng không? Dạ tôi xin lỗi. Ai ném vậy? Mấy cô cậu đi đâu đi? Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn anh nhiều. Trưởng phòng à, chúng ta dù gì cũng là hàng xóm, mời anh vào nhà tôi uống ly trà. Cái gì mà hàng xóm chứ. Thôi đi. Mọi người nhớ là phải giữ bí mật khi mà chúng ta sống cùng khu đó. Nhưng mà trưởng phòng, nếu gặp nhau ở khu này thì cứ giả vờ là không biết nhau đi. Chuyện này nữa, cô đừng có nói với ai là chúng ta sống cùng một khu hết. Dạ. Sẽ không hay nếu mọi người ở văn phòng bàn tán sau lưng một nhân viên hợp đồng như vậy. Gặp ở văn phòng rồi nói chuyện sau đi ha. Tôi muốn nói là chúng ta đừng có tỏ ra quen biết nhau ở khu này nữa. Vậy bây giờ đây là giả vờ không quen biết nhau sao? À, cô muốn giả vờ biết hay không biết thì tùy ý cô đi được chứ. Ở công ty thì nhớ giữ bí mật đó. Dạ.
Chuyện này là sao vậy? Sao lại ở cùng khu với trưởng phòng chứ? Rốt cuộc là nên tỏ ra quen biết hay là không quen đây? Vào đi. Ba, sao ba lại đến đây vậy? Đợi con chỉnh cho xong rồi sẽ ăn tối với ba nha. Ba không có tâm trạng rảnh rỗi tới đây ăn cơm đâu. Dạ. À vậy ba đến có việc gì? Con đã nhận được báo cáo từng người của con ở công ty sao? Vì tò mò việc này mà ba đến tận đây sao? Chọc ngoáy chỗ này chỗ kia, rốt cuộc con muốn biết cái gì? Bảo gì là con trai của thiếu chủ cổ đông nên muốn nhanh chóng kiểm soát kìa. Dạ thì ba nói là con đừng bao đồng nữa. Ba nói là con hãy chứng minh đi. Chỗ ngồi của ba ai có tư cách để ngồi vào? Thực sự thì con rất muốn tìm hiểu thật rõ công ty đó như thế nào mà ba còn yêu quý hơn cả con cái. Sao con không nói thẳng với ba mong muốn của con thay vì vòng vo như vậy hả con trai? Ba có muốn con nói luôn không? Ba hãy giao công ty Howlai cho con. Đừng đặt con và anh lên bàn cân nữa. Vị trí đó ba định để lại cho anh. Nếu như ba muốn kéo con vào để làm bàn đỡ cho anh thì thật sai lầm. Con vẫn như xưa, ba nói con chứng minh tư cách chứ không nói con phải cứng đầu. Bây giờ con sẽ tự tìm kiếm phần của con. Nếu con nghĩ đây là cách để lấy phần của con thì con sai lầm rồi.